Chào các bạn, hôm nay Khanh xin giới thiệu với các bạn một mẫu xe cũng rất là quen thuộc với các bạn, đó là mẫu xe Honda City. Thì đứng kế bên đây Khanh là mẫu xe Honda City phiên bản top. Thì đối với thế hệ đối với những cái năm gần đây thì Honda City phiên bản top nó gọi là Honda City 1.5L. Thì về mẫu xe năm 2018 và năm 2019 thì chúng ta xài chung mẫu, thành ra nó chỉ khác nhau về cái năm sản xuất thôi. Thì năm sản xuất Khanh xin chia sẻ với các bạn luôn, nó giống như một đứa nhỏ khai sinh ra. Thì theo các bạn, một đứa nhỏ khai sinh ra vào ngày 29 tây tháng 12 và một đứa nhỏ khai sinh vào ngày 1 tây tháng 1, thì hai đứa đó nó có khác nhau gì không? Thì trên giấy tờ thì nó sẽ lệch nhau về một tuổi, nhưng mà về mặt hình thức thì nó bằng nhau. Đó là một ví dụ về năm sản xuất xe. Còn về mẫu xe thì một mẫu xe của chúng ta sẽ xài từ 2 năm cho tới 5, xin lỗi các bạn, 3 năm cho tới 5 năm thì mới thay đổi và nâng cấp nhẹ. 5 năm thì gần như thay đổi hoàn toàn, 3 năm thì sẽ nâng cấp nhẹ, đó là chu kỳ của một sản phẩm. Thì cái việc chu kỳ của một sản phẩm thì nó phụ thuộc vô là cái độ hot, độ chạy của một sản phẩm nữa. Thì cái đó là mức độ trung bình. Thì quay trở lại cái chiếc Honda City. Honda City năm 2019 này và Honda City năm 2018 gần như không có sự khác biệt, nó chỉ khác vào cái ngày sản xuất thôi. Thì Khanh cũng xin giới thiệu sơ qua lại. Thì về cái Honda City thì có hai phiên bản, đó là phiên bản ghế da và phiên bản ghế nỉ. Thì đứng kế bên đây Khanh là phiên bản ghế da Honda City Top. Phần đèn phía trước nó là cụm đèn LED, ánh sáng, tức là ánh sáng pha ra của nó là ánh sáng màu trắng xanh. Còn phiên bản CVT thì ánh sáng pha ra của nó là màu vàng halogen. Còn ngoại hình body bên ngoài tất cả đều giống nhau hết, các bạn không thể nào phân biệt được khi chiếc xe chạy qua đâu. Các bạn chỉ có phân biệt được là những cái trang bị phía trong. Thì cái xe của mình được trang bị là nút bấm khởi hành, nút bấm khởi động start off, thành ra chúng ta không cần phải tra chìa, chúng ta chỉ cần đưa tay vào là xe đã mở cửa unlock ra cho chúng ta. Còn chúng ta muốn đi ra ngoài lock cửa thì chỉ cần một nút bấm ở trên tay. Rồi Khanh xin giới thiệu sơ qua về các tính năng trang bị có mà City đang là điểm mạnh. Xin phép. Thì đối với cái xe của mình, đầu tiên là được trang bị hệ thống là ghế da. Đây là hệ thống ghế da của xe. Rồi, ngoài ghế da ra thì xe còn được trang bị là cửa gió hàng ghế sau. Đây là cửa gió của hàng ghế sau. Các bạn sẽ thấy là màn hình trung tâm có, rồi camera da hệ thống điều hòa tự động, cái phần chính giữa này là hệ thống điều hòa tự động nên nó thiết kế dạng cảm ứng. Rồi về trên vô lăng thì nó sẽ có cho các bạn thêm lẫy số trên vô lăng. Đây là phần lẫy số trên vô lăng, hệ thống ga tự động cruise control, rồi hệ thống thoại rảnh tay. Về các trang thiết bị an toàn thì xe được trang bị là 6 túi khí, hệ thống phanh điện tử ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử, rồi hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống BA hỗ trợ lực phanh, vân vân. Đây là những hệ thống rất là cần thiết cho quá trình sử dụng xe. Về phần đuôi xe thì được trang bị cảm biến da, dạ phần đây là cảm biến da. Rồi phần camera da, đây là camera da. Tuy là một chiếc xe số tự động thôi nhưng mà tiêu hao nhiên liệu nó rất là thấp các bạn. Các bạn nhìn xem ạ. Tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó trung bình. Còn 4.8 lít đi đường trường và 7.5 lít cho đường Hồ Chí Minh. Thì đây là con số công bố của cục đăng kiểm. Nhưng mà trên thực tế thì các bạn chạy thì nó sẽ lệch nhau khoảng tầm nửa lít đến một lít tùy theo chân ga. Và cái việc mà chạy nó lệch còn phụ thuộc cho chiếc xe của bạn mới. Thì nếu mà mới trong vòng khoảng 10.000 cây đầu thì nó hơi hao xăng chút xíu nha các bạn. Chúng ta phải chạy bảo dưỡng khoảng 2 lần thì chiếc xe của chúng ta nó mới ngọt lại. Thì một số khách hàng hỏi rằng tại sao mà Honda nó không còn số sàn nữa. Thì
Đó, đây là lý do tại Honda thiết kế một chiếc xe định hướng để cho khách hàng đi trong phân khúc gia đình, thành ra là cái việc số sàn là gần như loại bỏ. Ngoài ra đối với cái việc tiêu hao nhiên liệu, bây giờ cái số sàn và số tự động thì khách có thể nói là nó bằng nhau á, hoặc cũng có thể nói nếu các bạn đi đường trường, số tự động nó sẽ ít hao hơn số sàn luôn. Rồi, quay trở lại câu chuyện của chúng ta là chiếc xe này mua hỗ trợ vay qua ngân hàng như thế nào, thủ tục như thế nào. Thì các bạn đối với Honda City phiên bản top này là giá 559 triệu, còn các bạn ra biển số thì tùy theo khu vực. Nếu các bạn ra biển số tại Hồ Chí Minh thì giá lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 674 triệu. Còn nếu các bạn ra biển số ở tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 10 triệu, nó khoảng 664 triệu thôi. Đó bao gồm tất cả những cái phí mà chúng ta có thể lăn bánh chạy. Còn chương trình khuyến mãi của xe thì tùy theo từng thời điểm. Thì Khanh khuyên các bạn để sở hữu chiếc xe được trong Tết thì các bạn nên là đặt hàng từ bây giờ để chúng ta nhận xe Tết, thì cái chương trình khuyến mãi nó sẽ tốt. Các bạn mua xe để cận Tết, thứ nhất là lượng xe không thể tăng thêm, cái thứ hai chương trình khuyến mãi nó sẽ ít lại. Chúng ta nên cân đối thời gian để chúng ta đặt xe nhé. Còn về thủ tục mua qua ngân hàng và trả trước bao nhiêu, thì đối với chiếc xe này các bạn trả trước cho đại lý khoảng 150 triệu là các bạn đã nhận được xe. Đó là con số thấp nhất theo khả năng Khanh hỗ trợ cho các bạn. Bạn sẽ trả cả lãi và gốc, trả giảm dần. Còn các bạn có nhiều tiền hơn, tức là nó khoảng 170 triệu, thì các bạn sẽ trả cả lãi và gốc nó khoảng tầm 9 triệu rưỡi thôi. Thời gian trả thì nó sẽ rơi vào khoảng 7 năm, trả giảm dần. Tức giảm dần có nghĩa là mỗi tháng của chúng ta trả bao gồm có tiền gốc và tiền lãi sẽ giảm dần theo từng tháng, trừ dần lại. Chứ các bạn không thể mình dùng cái con số là 9 triệu rưỡi, Khanh ví dụ nhân cho 7 năm nó ra, rất là con số rất là khủng, cái đó là hoàn toàn sai. Rồi, về thủ tục mua xe, xin lỗi các bạn, còn về chúng ta có nhu cầu mà trả nhiều hơn thì vô tư, không có vấn đề gì hết. Chúng ta nếu mà trả nhiều hơn thì các bạn sẽ trả mỗi tháng ít tiền lại, và chúng ta có thể rút lại thời gian luôn, rút lại thời gian là 3 năm, 4 năm tùy các bạn. Còn cái việc mà Khanh hỗ trợ cho các bạn dài ra 7 năm, 8 năm là để cho các bạn thoải mái về cái việc mà chi trả hàng tháng, các bạn không bị áp lực. Nếu các bạn trả, thường các ngân hàng bây giờ cho phép các bạn trả trước sau thời gian 4 năm, có nghĩa chúng ta chỉ ký hợp đồng là 7 năm nhưng chúng ta chỉ vay 4 năm thôi, thì sau 4 năm chúng ta tất toán là kết thúc hợp đồng luôn, là rất là tiện cho các bạn đỡ hơn, không bị áp lực. Còn về thủ tục mua chiếc xe này thì các bạn chuẩn bị giùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Nếu các bạn đã kết hôn rồi thì các bạn cho Khanh xin thêm cái giấy đăng ký kết hôn của cả anh và chị, để Khanh hỗ trợ. Của các bạn độc thân thì phải xác nhận độc thân. Về cái chứng minh nguồn thu thì các bạn không có thì cũng đừng có ngại, thì Khanh cũng sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn đừng có lo vấn đề đó, để đại lý lo cho các bạn. Các bạn đã vay rồi cũng có thể vay nữa, chứ không có nghĩa là chúng ta không vay được nữa. Ngoài ra các bạn lưu ý giùm Khanh, hiện tại các ngân hàng bây giờ đang siết chặt về vấn đề cho vay, dẫn đến là các bạn khi mà đã vay rồi và trong lịch sử có trả trễ, còn gọi là nợ nhóm, thì thường các ngân hàng nó sẽ từ chối nha các bạn. Thì tùy theo mức độ nợ nhóm của các bạn, nếu mà nợ nhóm 1, nhóm 2 thì Khanh có khả năng hỗ trợ, nhưng mà các bạn lên nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 thì không có ngân hàng nào hỗ trợ hết, gần như là từ chối luôn cái hồ sơ của các bạn. Thì thủ tục các bạn đặt cọc trước cho đại lý là 20 triệu, sau đó tiến hành cung cấp giấy tờ nhân thân giống như là nãy Khanh đọc. Sau đó ngân hàng sẽ ra cái thư đồng ý tài trợ, các bạn sẽ đóng phần tiền còn lại, đại lý sẽ đi đăng ký ra biển số cho các bạn, thì các bạn mới ký giải ngân. Ký xong thì các bạn sẽ nhận xe. Thì từ thời điểm các bạn đóng phần tiền còn lại cho tới lúc các bạn nhận xe rơi vào khoảng 3 ngày, thì thủ tục tương đối nhanh. Thì mọi chi tiết các bạn sẽ liên hệ trực tiếp với Khanh, Khanh sẽ hỗ trợ lại cho các bạn chương trình khuyến mãi của thời điểm mua xe và thủ tục cụ thể từng khách hàng, tại vì mỗi khách hàng có một cái hoàn cảnh khác nhau. Xin cảm ơn và xin chào. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh để Khanh hỗ trợ cho các bạn. Xin cảm ơn.